thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ và nhân dân huyện Quang Bình đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả khá toàn diện trên mọi lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất đạt 102,8% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tăng 129% so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng, tăng 11 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội được cải thiện rõ rệt chương trình xây dựng nông thôn mới thu được kết quả đáng khích lệ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Nhìn lại kết quả hoạt động trong 5 năm 2010-2015, Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình có thể tự hào về những kết quả đã đạt được. Nền kinh tế tiếp tục phát triển toàn diện, chuyển từ lượng sang chất và từng bước nâng cao giá trị sản phẩm. Sản xuất lương thực liên tục tăng cả về năng suất và sản lượng. Giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt trên 1.318 tỷ đồng, đạt 102,8% so với nghị quyết đại hội, tăng 129% so với năm 2010. Công tác quy hoạch được chú trọng thực hiện, tất cả các xã trong huyện đều đã xây dựng quy hoạch phát triển theo các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là quy hoạch thị trấn Yên Bình với tầm nhìn phát triển bền vững. Từ đó huyện đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo nên diện mạo đô thị văn minh hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa xã hội đạt nhiều thành tích quan trọng, quốc phòng an ninh được tăng cường và dự vững. Ước tính đến hết năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 21,5% xuống còn 16%. Có 24 trên 34 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra trong nhiệm kỳ qua thì thực hiện nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ hai nhiệm kỳ 2010-2015 thì các cấp ủy đảng và các cấp ủy chính quyền huyện đã triển khai đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống bằng nhiều hình thức thì đối với lại thường trực ủy ban nhân huyện thì hàng tháng, hàng tuần, hàng quý thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch thường trực ban huyện như các ngành chức năng của huyện sẽ tập trung xuống cơ sở để tháo gỡ và giải quyết các cái khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở và trong cái quá trình triển khai thực hiện nghị quyết ấy, thì đặc biệt là đối với lại trong cái nhiệm kỳ thì chúng tôi đã tập trung đẩy mạnh cái việc là thu hút đầu tư và cũng như là chỉ đạo các ngành chức năng thực hiện làm sao là tạo cái cơ chế thông thoáng để mời gọi cũng như là thu hút được các các cái nhà đầu tư đến với huyện Quang Bình. Đối với lại trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới thì trên cơ sở cái chỉ tiêu giao thì ngay từ đầu nhiệm kỳ thì đối với lại cấp ủy chính quyền huyện thì cũng đã xác định được các cái nhiệm vụ trọng tâm trong cái việc thực hiện xây dựng nông thôn mới và trong cái nhiệm kỳ này thì chúng tôi là cố gắng là phấn đấu là sẽ đạt được một cái xã vĩ thượng là cái xã đạt về tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong những kết quả đạt được của huyện Quang Bình năm năm qua nổi bật nhất là lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp hầu hết các chỉ tiêu trên lĩnh vực này đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết của đại hội đảng bộ huyện lần thứ hai có được kết quả đó trong suốt nhiệm kỳ đảng bộ huyện quang bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao đồng thời tập trung thực hiện chương trình sen canh thâm canh tăng hiệu quả sử dụng đất chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo đề án đầu tư có thu hồi thực sự đem lại hiệu ứng tích cực trong việc kích cầu chăn nuôi trồng trọt, tạo ra nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho người nghèo, góp phần không nhỏ làm thay đổi cách nghĩ, cách làm của người nông dân, tiến tới xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn. 5 năm qua, huyện đã thực hiện được nhiều chương trình, mô hình, đề án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp như đề án trồng cây chanh leo, trồng thảo quả, xây dựng tổ gieo mạ khay, tổ sản xuất cam vịt gác, mô hình trồng ngô trên đất dốc và mô hình cánh đồng mẫu vân vân. Nhờ vậy đến nay, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt trên 38.000 tấn, tăng 104% kế hoạch. Về chăn nuôi, huyện Quang Bình cũng đạt được thành công nhất định. Mô hình hỗ trợ hộ nghèo thông qua chương trình đầu tư cho hộ có điều kiện phát triển chăn nuôi lợn móng cái sinh sản đang phát huy hiệu quả tốt. Chương trình đã giúp người nghèo có tư liệu sản xuất để vươn lên thoát nghèo mô hình chăn nuôi trâu bò tập trung với quy mô lớn đã góp phần thúc đẩy kinh tế chăn nuôi trên địa bàn huyện phát triển, nâng tổng đàn trâu bò của toàn huyện lên trên 23.500 con. Cái nhiệm kỳ vừa qua, thì cái kinh tế cái xã hội phát triển đa số là tất cả cái lĩnh vực về nông lâm nghiệp thủy lợi vân vân đều phát triển so với nhiệm kỳ trước những đa số đạt và vượt có những cái vượt 100% trăm phần trăm chỉ tiêu đặt ra về văn và văn hóa xã hội trên địa bàn chúng tôi cũng tập trung là chủ yếu vào cái văn hóa khu dân cư phát huy những cái truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc đời sống nhân dân ở đây đã phát triển hơn cuộc sống của nhân dân cũng dần ổn định cái những hộ nghèo giảm đi rõ rệt bộ mặt nông thôn cũng thay đổi nhiều. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của các xã trong huyện cũng thu được kết quả ban đầu rất khả quan. Chương trình được triển khai sâu rộng đến tất cả các khu dân cư đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, huyện đã phát động được tinh thần đoàn kết toàn dân, đồng lòng góp sức xây dựng nông thôn mới. Huyện đang phấn đấu đến hết năm 2015, có một xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Từ chương trình, các mô hình tổ chức lại sản xuất, tăng thu nhập hình thành ngày càng nhiều, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước được đầu tư hoàn thiện. Các đề án một trọng tâm, ba đột phá, ba xã điểm, một làng mới và phương châm mỗi thôn một sản phẩm gắn với phát triển năm cây hai con thu hút được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, ngày thứ bảy vì nông thôn mới và nông thôn vì nông thôn mới đã có tác dụng phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đẩy nhanh tiến trình hoàn thành các tiêu chí khó thực hiện nhờ đó diện mạo nông thôn của huyện Quang Bình đang thực sự thay ra đổi thịt, ý thức cộng đồng ngày càng được nâng cao, các giá trị văn hóa dân tộc được giữ gìn, phát triển, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị ở cơ sở được xây dựng trong sạch vững mạnh, phát huy cao nhất tinh thần làm chủ của người dân. Bộ mặt của huyện Quang Bình ấy, bây giờ đổi thay, là tất cả đường xã này thay đổi này đẹp, khang trang hơn này nhân dân thị trấn Yên Bình mở mang về cái tâm trí của con người. Chỉ đạo của Đảng, đường lối của Đảng thì đã đi vào cuộc sống của nhân dân. hiện tại bây giờ là cứ đi nhân dân cũng tin tưởng vào đường lối để chỉ đạo nhân dân cũng đang đi vào cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Một kết quả đáng trân trọng nữa trong nhiệm kỳ 2010-2015 của huyện Quang Bình là công tác xây dựng Đảng tổ chức đảng các cấp tiếp tục được củng cố vững mạnh toàn diện, trở thành hạt nhân tích cực trong mọi hoạt động của huyện. Phương pháp công tác và phương thức lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng đảng và cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên, dần đi vào nền nếp. Công tác xây dựng đảng có sự chuyển biến tích cực trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Năng lực chỉ đạo, điều hành và quản lý của chính quyền có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên; cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc được phát huy, làm nên những thành công của nhiệm kỳ 2010-2015. Thứ nhất là sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, cấp, đặc biệt là xác định rõ cái trách nhiệm người đứng đầu trước cán bộ và trước nhân dân. Cái thứ hai là chúng tôi thấy nhận thức có một cái điều có lẽ cũng là trong cái truyền thống của đảng đó là cái khối đại đoàn kết dân tộc. Và trong cái khối đại đoàn kết thì còn đảng phải là những những người gương mẫu, đặc biệt là cán bộ đảng viên trong hàng năm, hàng tháng quỹ cả cấp ủy và chính quyền và các cơ quan đều phải xác định ra ngoài cái cơ chế mở của mỗi địa phương ý, thì phải xác định rõ những cái nhiệm vụ trọng tâm uh, cho cơ quan đơn vị cho cấp và cho cá nhân người đứng đầu uh, một cái việc nữa là cái trong cái kinh nghiệm mà khi chúng tôi mà đi làm thì thấy được cái hiệu quả mà đặc biệt là nhân dân người ta rất đồng tình và kể cả các xã người ta cũng rất ủng hộ uh, đó là cái việc mà đi kiểm tra giám sát thì không mang nặng tính nguyên tắc và cũng không mang nặng tính quy tắc. Thứ năm nữa là chúng tôi thấy cái kinh nghiệm là từ hiệu quả thực tiễn, đó là phải biết nhân rộng mô hình, và trong cách xác định mô hình không phải áp đặt mà phải tôn trọng mà nhân dân và đặc biệt là rút rút từ những mô hình tự phát và từ thực tiễn của nhân dân. Ở vấn đề thứ sáu là về kinh nghiệm thì chúng tôi thấy là trong cái việc mà cấp ủy chính quyền ra chỉ thị và ban hành nghị quyết là phải xác định từ cơ sở chứ không được theo chủ quan duy ý chí. Cho nên một số nghị quyết chuyên đề của chúng tôi và nghị quyết hàng năm của chúng tôi ấy, nó không còn mang nặng tính hình thức mà khi ban hành nghị quyết ấy, là việc triển khai và thực hiện nghị quyết đó nó rất rõ. Thì nhìn lại trong cái nhiệm kỳ vừa rồi thì chúng tôi thấy có sáu cái bài học kinh nghiệm đối với những việc của mình. Những thành công trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội trong nhiệm kỳ sẽ là tiền đề vững chắc để Đảng bộ huyện Quang Bình quyết tâm phấn đấu giành nhiều thành quả to lớn trong nhiệm kỳ tới, đưa Quang Bình vững bước đi lên cùng với các địa phương trong tỉnh xây dựng quê hương đất nước mạnh giàu.